lẹ 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 đi, khách cưới gần tới rồi. Trời ơi, so ba cái đồ cái gì mà. Trời đất thánh thần thiên đụng ơi con Linh. Sao mà về trễ vậy? Trời ơi, con bận công việc mới sắp xếp rồi về liền luôn nè. Vô xe vô, xe vô người cứ mặt mày ơi. Ôi quỷ tài. Con mà về kìa bà Sáu. Trời đất thánh thần thiên đụng ơi. Hẹn 5 giờ giờ này mới về. Trời ơi. Nói nghe nè. Thằng nhỏ vô chưa kịp vuốt mặt vuốt mày chân chưa kịp rửa mặt với bà làm bà xói xói xả tôi heo thì làm phải nói con bà không nhỏ mới về mà la má này nói năng kỳ thôi à con về. Tôi với mẹ con bà con má. Về phải đi ra mừng đồ chứ gì sao con liễu cái mới về nói gì nói vậy thôi cho chửi vậy thôi trời đất ơi hôm nay mặc cái quần gì mà kỳ thôi vậy hả mặc cái quần gì mà rách rứa tùm lum la vậy đua đòi nữa đúng không trời ơi sao mà la gái hoài vậy bà tư con bà nó lớn rồi chứ không phải nhỏ em vậy tối ngày bà lo bà la mà nói nghe nè muốn la con la cái gì á thì về nhà la bữa nay là ngày mai bữa nay đại bạn còn ngày mai đám cưới con Bích nha chứ mà là chỗ cho bà dạy con biết rồi mấy má ơi mày mai mày mà tao thấy mày mặc cái quần này nữa nha rồi lẹ lẹ mấy đứa ơi khách cưới con tới nha ui là trời bốn năm đứa rồi chùm dưới đây hoài con nhỏ này đi qua bên kia phụ lột ốc dạ con ông nội đi chạy ra tiệm đâu quá bà năm mua cho con bà đột ngọt nghe ghi sổ nha dạ đúng chưa nhanh tay em chị Bảy ơi bưng bưng ra ngoài đi thọ nước mắm này nước mắm kia nè ngon quá trời ơi bà ăn hoài đi khách khứa gần tới đây mà ngồi đó bà ăn hoài đi nãy giờ ba ăn bốn cuốn rồi đó cái má này ngồi trời sáng giờ làm bụng bụng tay chân hết trơn á bà làm gì hồi sáng giờ bà ngồi bà vỗ móng tay không mà không ổng làm gì hết trơn hay dị quá à. Nhưng mà người ta chỉ đạo ông kia mà ai bà ơi né ra đi bầu với bì còn khói bay tùm lum tà le gì hết trơn thì cực tay năm ngón không mà cũng bụng bụng tay chân con mẹ này làm gì vậy hả ôi làm gì vậy má ơi má luộc cái nồi ốc mà luộc không sớm nha trời ôi má ơi má quạt đi má ơi là trời cái quạt nè ba cứu nội ơi rồi sao không quạt vậy rồi mình biết sao mình không xuống quạt thì đó chỉ ra năm ngón không tôi nói là tôi chỉ đạo đó quạt mạnh lên dạ thôi để cho con quạt cho mà thôi con ra con tiếp bạn đi ra tiếp bạn với con Bích đi dạ đó luôn bộ ngoại trật nghe nè đường, lấy ra đường đổ vô bây giờ mấy ba tính sao sao chăng gì đó má thì giờ đáp mà như không cái đang yên đang lành tự nhiên cái đùng ra cái đám cưới ủa bà nội mày vô duyên quá ta à, tới tuổi ta lấy chồng thì lấy chồng chứ tự nhiên cái hồi đó mày tới tuổi mày có cưới không cái gì hồi đó mày tới tuổi gặp mày cũng cưới chứ không lẽ thôi đi má hồi đó tôi với chồng tôi đến với nhau là tự nguyện không có gặp con mẹ trời chứ phật là trời mày cũng gặp gặp mày mới tự nguyện chứ ê sao mày ngày xưa bà má lấy chồng của tôi nghe vậy là chứ không phải là hai bà lấy chồng của tôi hai bà là chị tôi thiệt nhưng mà má lấy chồng của tôi chứ hai bà lấy cho tôi hồi nào mà nó gặm gặt rồi biết rồi chứ không phải là như bà mà ngày xưa mà đi theo chồng bà con mày vô duyên vậy trời tao đi theo chồng tao chứ tao đi theo mày đó mà mày nói thôi mệt đi ba chị em không khi nào mình gặp nhau mà hợp sao vậy đó sao chăng gì gì đó nó nhiều ờ thì má mắc tới giờ á thì ai là chị lớn á thì lo cho nó đi đúng vậy đúng chị. Rồi bà nào lớn á thì bà nào lớn thì lo đi chứ má tôi có quyền đâu tôi còn chồng còn con tôi gì nào không là gì mà tự nhiên giờ phải không phân biệt là chị lớn chị nhỏ hay nói nghe nè gì nào không phải là gì nhưng mà tôi nhỏ nha tôi là nhỏ bổn phận tôi còn chồng con tôi bên nhà tôi lo chưa xong nói chung là ai nhỏ là mình lo ít còn ai lớn thì nhiều bà chị hai thì bà lo cho người ta đi trời bà lo đi má chứ giờ mặc ê mà lúc trước á má nó mắc nó cũng nhờ gửi lại cho bà đúng không tại lúc đó hai tụi bay còn nhỏ thì con nhỏ là nhỏ lớn gì chơi mất người quá trời bà chị lớn mà bà lo cho cháu nó đi rồi chừng nữa rồi xong xuôi lo thì cũng phải lo nhưng mà hai bà dì nhỏ cũng phải lo chứ tự nhiên đâu rồi mình tao vậy thì ai nó không lo đâu nhưng mà nhà của bà khá hơn nhà tôi nhà tôi nghèo thấy mẹ luôn lo gì trời khá nhà nào khá tôi bà nội ơi nhà tao khá vậy trời mười công ruộng không khá tao 10 con ruộng chứ mày cũng 10 xào dừa không chi trời má ơi 10 xào dừa mà hôm trước bị vô nó quy hoạch hết trơn rồi dễ. Chưa có đền. Bù chứ. Chưa có đền được má ơi. Đi. Cái gì? Thì giờ ứng trước đi. Trời nó chỉ mắc cười tiền nhà nước muốn ứng má. Mấy qua đây tao cho mượn. Trời đất ơi, mấy này không có tiền má. Mấy không có tiền cho tao mượn tiền hay gì mà không có tiền mà gì. Làm gì thì bây giờ. Ai nói nghe nè. Gì cũng phải cho cháu mình tan cái tan vàng chứ. Ủa nó cháu tôi bà nó không phải cháu bà. Thì cháu tao ta bà thứ hai. Dừng đi, phải cho con cây đó. Mệt quá. Bà cho cây. Cây củi á. Tao cho con ngựa. Má này ngộ vậy trời. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Tao nó ở với bà từ nhỏ tới lớn thì bà cho ông cây đi mày. Trời ơi, thì tao lo từ nhỏ tới lớn bây giờ giỏi lắm tao cho 5 phân là mừng rồi.
Trời, trời ơi, trời đất ơi, trời. Bay ơi bay. Không, bà thứ ba, bà chơi, bà dì ba đó, bà cho nó đi trời, tôi. Mày điên hả? Cái gì? Cho tiền trả chơi hôm qua nè. Trời. Trả bảy. À rồi, chơi hụi là cái hình thức mà để đưa tiền cho người ta đi, người ta giật xong mình đi tìm thôi. Rồi thì coi hả, năm xui tháng hạn đi, bà nội đó nhắc lại chuyện cũ hoài à. Ủa, năm xui tháng hạn với tao, mày đừng có nói, tao không biết gì ăn mày nha, chồng mày chết, mày ở nhà mày lén phén trong bảy mày làm gì không biết vậy. Ê! Trời đất ơi, có bao nhiêu tiền. Ê! Ê! Nói vậy nghe, không tự nguyện. Thôi bà vậy hay gì? Bà tiếp bạn không chưa? Dạ, sắp vô, sắp qua hết trơn rồi đó gì. Tại gì nữa? Thì hồi đó thì vợ thì con... biết rồi đó, rồi từ ngày mà má bay mất á thì để lại cho gia đình cái nhà cửa mày ở, rồi bây giờ thì cái bay gập đựng mày muốn lấy chồng sớm, rồi bây giờ tự nhiên cái đùng lên cái không có tiền bạc đi chân lấy chồng sáng cái này vô mặt nó ghê bà gì con gái nó lớn thì gả đúng rồi. Thì cái duyên tới thì con lấy chồng, duyên tới làm mẹ đợi lúc nào mà có tiền hay duyên tới, không có tiền mà cái hay duyên quá hay dị quá. Có gì phụ giúp con mà lấy ai đi, không lấy đi lấy cái thằng gì nó nghèo sơ nghèo sát nghèo gì mà còn nghèo không nghe đi, nay đi còn hai đứa xong rồi sát vô xong rồi sát đi được hay ở thiệt. Mà bây giờ nó nghèo nó thương được rồi đó, nó nghèo nó không thương rồi. Thì đó nó thương nó mới lấy chứ nó không thương là ai cho lấy, tụi gì nó cũng cháu tôi đó tôi bỏ được thì đó còn chỗ mai như con của con nhỏ này chứ má đi bộ đi trời đi lấy cái thằng làm gì chắc tôi mày vậy thái. Tôi nói mày á, mày dạy con mày sao? Sao sao tính sao đây, ba đám cưới tính sao nè? À, thì là chăm vậy chứ nó mệt quá à, hai mày lo hết chứ. Thì mày kêu chồng đi, kêu chồng đi nói chuyện đi. Anh ơi. Ơi anh nghe nè. Ba đây em nói chuyện xíu thôi. Gì vậy? Đó, nói chuyện với mấy vậy chứ hả? Dạ, nói đầu ngay. Thì cũng chỗ dòng họ con cháu với nhau không nè, mất gì dù gì nó cũng cháu gì. Thì từ ngày mà mẹ nó mất á thì ba nó mất rồi đi còn chẳng may bỏ nó lại. Xong rồi cũng thương lắm, cũng ở đây từ nhỏ tới lớn ở với bà nội. Mà bà nội cũng mất rồi, dù gì cha của nó cũng là em của dì. Thì cũng thương đó, tính gì đi. Thì sao bà? Thôi để tao tính cho. Thì giờ đó là coi như coi cưới xong được á thì cái nhà này để gì quản lý cho, rồi ra ngoài giờ thuê nhà trọ ở. Trời ơi bà khôn quá ha, má nhà ơi. Của người ta mà để cho bà quản lý trời mắc cười của má. Trời ơi khôn như bà dưới quê tôi đầy chân má. Ê đây là quê mình luôn đó, trên Sài Gòn đầy được chưa? Dạ không có được gì hai ơi. Làm gì cũng được. Dạ thì tôi tên hai vợ chồng mày cưới nhau rồi cũng phải theo chồng không, còn tao lên phòng cũng làm gì cũng được. À, chị bà nói hai vợ chồng mày cưới nhau, tao giao ở nhà cho hai chồng mày ở, tao dọn đồ ra cho ngoài đường tao ở cái gì ha. Giờ nó qua nhà tránh nó ở rồi chứ mắc gì đó. Ê nó nghe nè má, là cái nhà của cha nó chứ mà là cái nhà của cha bà dành. Vậy chứ hồi nhỏ nó lớn rồi ta nuôi nó chứ. Trời ơi nuôi quá trời nuôi đi. Hay là nhỏ lớn giờ trời ơi thương quá, bắt nhỏ học lớp 3 cho đi học nghỉ má. Cho con bả ha, là ăn học nữa chứ ăn đại học, còn nha nhỏ bắt nghỉ sao học sớm. Ồ thương quá hả. Bà nghĩ sao bà kêu nó dọn đồ qua nhà tránh nợ gì? Trời ơi cái nhà như cái bồn hùm vậy. Qua bà là ở. Ê, nhưng mà cái nhà là cái nhà của cha nó để lại cho nó. Cha nó cũng là em của mình. Cho cha nó để cho nó thì nó ở mất mới gì mà bà dành. Bắt cười quá trời ơi bà tưởng ta ngu quá. Dành nào nào. Tao dành nên cũng thò phụng nha khói chứ có phải là tao dành để đâu. Ủa nó liệt cái nó thò phụng. Trời ơi nó có chồng có con cũng phải có chơi có lo gia đình riêng chứ. Ai có chồng có con thì người ta cũng có cái nhà ta ở là bình thường, chuyện quá bình thường. Thôi gì đến gì đi. Ngày mai gì tư cho anh chị đó. Thì chỉ vậy? Là mừng mai lắm mà nói chi nhà không có tiền đâu. Thì đó chị Tư thì nói vậy rồi thì gì cũng trả tiền dàn nhạc á, bà quá trời đi. Trời ơi thì dàn nhạc bự quá à. Má nào phải tiền hay vậy trời. Thì dàn nhạc ở đây chữ giữ lắm 1.2 triệu à. Ủa 1.2 triệu phải tiền hả má? Trời ơi. Thì bây giờ bà nói đó bà là cô dì hai của nó thì bây giờ là bà đó bà nuôi nó từ nhỏ đến lớn thì bây giờ bà chịu tiền gặp cưới này kia rồi hết chân đi. Bà chịu hết đi cây. Ừ. Có nhiều đâu. Gặp cưới mâm bạn đồ này kia rồi xính lễ rồi bà chịu hết đi má. Ôi ba đâu quỷ. Tao già cả đâu. Làm gì có người làm ra tiền mà. Ê nó nghe nè. Không làm gì ra tiền. Trời ơi mới bán đắt bán đai gì mới 2 miếng mà không có bán tiền. Con nó đóng tiền đại, nó đi học đại học đóng tiền hết rồi. Thôi thằng ơi học đại học mấy trăm triệu. Thôi mấy trăm triệu má. Thôi không muốn cho thì nói đại đi má. Ừ không muốn cho nó đại đi. Bây giờ nó tính sao để tính hai gia đình mới dắt nhau đỡ mẹ nó khỏi cưới. Thẳng ra là tại vì hai đứa tôi không có tiền thôi. Đúng mà, rồi. Thứ mà hai đứa gặp giàu có mày, tiền là tôi cho bằng nhiều hơn nữa. Nói tao không có tiền có nhiêu tiền mày cho bảy trơn rồi ha. Ê mày đừng có nói ngậm thì chồng người ta cho là bình thường.
chồng nó chết rồi, nó theo bảy rồi, chồng có được công nhận đâu mà mày vừa giỏi mày đem về mày cưới về đi, sẽ không phải tương. Đây nó nghe nè, bây giờ bà có làm gì thì bà cũng kệ bà, liên quan cái thế bà. Đúng rồi đó. Bây giờ bà có cặp ai cũng cặp nó cũng kệ bà. Giờ tao làm gì tao cho nhiêu kệ tao, không nói tao bị xí dùng chi vậy? Thì bây giờ bà nói bà dành cái nhà thì bà nói đi. Ôi. Dạ, thôi có nhiêu cũng được, dạ bà vậy. Còn có thì bây giờ bà cặp bà ở đi, bà dắt nhau đi khỏi làm cưới làm mẹ cho mệt. Dạ phải. Vậy cũng được hả? Hàng chứ gì. Vì mấy gì nói gì đâu có được. Dạ. Con thì bây giờ con cũng đâu có gì đâu, cho nên con nhờ bên của Bích thôi chứ. Rồi trời ơi trời, gặp cái đã bên đây đã khổ rồi, gặp ông cứu nội này không cha không mẹ nữa. Đâu báo quân cặp. Thì con thương nhau. Đó, hai đứa đã nói tới nước tới gáo vậy mà còn không biết cho nữa. Quê sợ. Cho vậy. Ừ. Tôi cho. Nãy nói rồi. Thế bây giờ gì tư tính gì nè? Thì vì hai bay á thì nhà không có của có tiền, thì kêu gì hai bay là đám cưới cho tụi bay, xong rồi qua đám cưới rồi gom thiệp lại trả lợi gì tôi tính được. Ừ, tôi tính gì được đó chị ba. Mày ở dưới cái gạt giường nhà tao gì biết tao có tiền hả? Thôi là trời, kêu qua đám cưới gom lại biết gom được không, mà gom lại không gom lại tao đi ăn gì hả? Trời ơi, ê nói nghe nè, bao nhiêu lâu nay là con Bích nghe, mà đừng có không biết, con Bích đi làm ở Sài Gòn về, nó gửi tiền về ha, là lo thờ phụng nhang khói cho cha nó với mẹ nó, mà bà có đưa 1.000 nào đồng nào không hả? Hay nó gửi tiền nó nuôi bà, nó nuôi bà má, mà bà có đưa 1.000 nào không? Ê, bà giấu bà giếm cho chồng cho con mà bà nhai bà nuốt hết trơn. Ơi bậy được, không nói bậy được nha. Tao làm nói gì chị ba, nó đưa tiền nhang khói vậy thì tao cũng mua nhang tao đốt chứ tao làm thôi đi má ơi, con biết hết trơn hả ba? Nó gửi một lần là 10, tao 10, 7 tới nhiêu bạc, bà mua món nhang là bao nhiêu tiền? Tao muốn mua trái cây gì tao cúng vậy. Trời quá trời rồi má ơi. Tao nói mày nghe nè, hả gửi 2 triệu về mua hả có 200-300 ngàn, còn như biết nhiêu không gom tiền cho con trai bả chưa? Cho con trai với con gái bả? Ừ. Trời ơi. Đây nè, con trai con gái bà dù gì cũng là cháu tôi nha. Nhưng mà sao đừng nghĩ tôi không dám nói nha. Nó quá trời bình thường đi, con người mà sống ích kỷ bà gì nha. Bà gì của nó, bà là chị tôi, con người mà sống ích kỷ nha. Có tiền bà gú gú trong nhà mà bỏ vô túi riêng của bà. Rồi mày sao hả? Bao nhiêu năm trời nó ở tao, mày có qua đây mày đút cho nó được cái chén cơm nào? Thánh thần đi dụng thôi trời. Thì nó có tay nó có chân thì nó tự ăn chứ nó có làm gì trời. Ơi. Mày đặt giờ qua đây hả, lên cái đám cưới qua đây giờ dạy đời hả? Ở đâu ra vậy hả? Thì nói nghe nè má, không cần phải qua đám cưới qua đây dạy đời đâu. Tôi nằm ở nhà tôi ngủ nó xem TV cũng được nữa ha, cho nó khỏe lắm thằng. Qua đây làm gì? Một người sống ích kỷ. Ơi, ai nói mày giờ nè. Mày cho đại cây vàng của chị không đi? Cái gì? Mày giỏi mày cho cây vàng trước đi. Má mày ngộ trời, tiền bạc đâu cho má. Thì mày xuống người ta làm chi? Tại vì tôi không có thôi. Mày không có mà là mày lấy mày nuôi thằng Bảy. Ê tôi nuôi ai kể tôi nghe. Trời ơi mày đừng nói biết vậy. Có người bà vô duyên. À đừng có ý bà là chị, tôi muốn chị ra để em chị. Ê tôi nói cho bà nghe nè chị, tôi nói cho bà nghe nè chị hai. Ok tôi nói bà nghe nè chị hai nha. Cùng một bụng sinh ra, cùng một mẹ một cha sinh ra, con người sống không biết điều nha. Có tiền thì chơi được với bà, không có tiền nha thì bà lại tới nhà hay bà coi như là coi như nụ dẻ bà dạt dục qua ngoài đường nha. Ba đừng có tưởng tôi không biết nha. Từng vừa rồi bà bán 4 công ruộng, bà làm gì? Hai vợ chồng đi mua xe mua này kia đâu ha. Vậy mà cháu này nó làm bao nhiêu lâu nay về ha, nó gửi tiền về sao phụng nhang khói cho cha nó, bà lấy bà uống cho con trai bà hết, bà ăn mà dọn mà kéo mà thôn nữa mà không hết. Vô chị. Chưa hết đâu má, cái chuyện này mới là động trời nữa nè má. Trời ơi, gửi tiền về làm gì, chắc mót làm gì, hỏi làm gì vào. Trời ơi, bà tiết kiệm quá trời mà. Bà nói tôi làm gì chơi hụi hè bể ra tôi biết hết trơn á má. Má vô má đi đầu đàn cuối đàn, má nói hả con nhỏ này là em tôi rồi đừng cho ai chơi. Tôi biết các bạn. Không chị, khúc này em nói cho. Nói ok nha. Đây nè, em nói cho chị ba, chị hai nghe nè ha. Chị em mà bố không có chị cái quần què đó ha. Bà sống mà ăn riêng ha. Tối về mà đóng cửa nhà lại đi, rồi hai vợ chồng bà hai đứa con mày ha. Chơi ơi mà lên gần chơi với khỉ đi. Không có ai chơi với bà đâu nha. Chị em ha. Từ nay mình chấm dứt. Tôi nói cho bà nghe nè. Hồi lúc bà má với ông ba mất không? Để lại 4 công ruộng chia cho ba chị em mình đúng không? 4 người. Mà ba Bích nè, ba Bích với mẹ Bích mất rồi. Thì khỏi chia, ba chị em mình chia, còn miếng chia cho nhỏ này làm đám cưới, ok chưa? Ha, chia sang nguồn nó ra, bà đừng có nghĩ bà giọng được cái công nguồn hết trơn nha. Tôi biết bà gã xã làm giấy đứng tên bà đúng không? Bà đừng có mơ. Vô chị. Ôi, hết trơn, có mày đặt hả? Nói chi làm gì? Bằng chứng đâu, cái gì? Bây giờ mày tính đi. Bây giờ mày tính đi 4 công nè, 4 công mà chia ra. Chia một người ba mình là 3 công, còn công cuối cùng nữa đâu? Công cuối cùng nữa đâu mà nói. Ba giọng mà thôi mà cái mà không mà hỏi đâu ra nữa. Em tôi biết hết trơn tại vì tụi em không nói đâu. Ừ. Mà lớn thì tao nuôi nó thì cái công đó là của tao. Dạ. Ha, từ lúc mà bà má ha, bà nằm bệnh viện xuống nha, bà về nhà ha, bà đi không được, ai là người đổ vô cho bà? Tôi là người đổ vô cho bà nè. Bà làm được cái quần gì hả? Hay là hai vợ chồng bà mới đi du lịch rồi kiếm cớ đi du lịch đi không gì được? Trời ơi, nói bà nghe nè, cái ngày bà má mất á, bà lo được gì hả? Bà nghĩ bà là chị mà muốn giành hả? Giành là đích là má, táp đi vô chị. Thôi bây giờ chị em nói tới đây thôi,
từ đây về sao khỏi có chị em đi đâu má. Mày nói đó, tao không tụi bay nói thì qua đây là con người sống ích kỷ nha, có tiền thì được ha, mà không có tiền thì xem người ta không có gì được người ta ha, là không có chơi. Ừ, ba ngang mấy người ai ngược, ba không ngang ai ngang, bây giờ đi nói chuyện, bây giờ khỏi nói nhiều nữa, bà tự lo đi, đi về về chồng hai con Hà Nam. Trời ơi, mai mốt đừng ngủ tôi qua đây nha nha. Vậy lo cho con đúng không? Ngang ngược tập gì đâu hai đứa sụp sọn. Bữa nay đám cưới của con á, có gì thì qua đám cưới con đi, mấy gì nói chuyện sao. Khỏi có đám gì hết trơn nữa, quá trời mệt mỏi rồi, tự làm tự kiếm tiền lấy là làm đám đi. Gì vậy? Mệt mỏi à, giờ có nhiều làm nhiều đi. Giờ ba về không ra mà làm đám. Giờ anh không có được vài triệu nữa thì mình làm đám đi. Chứ sao giờ? Ai đứng ra mắt kìa. Anh cũng không biết nữa. Ô, gì vậy? Dạ gì qua gì tư nói gì nói vậy thôi. Dạ chứ hôm nay hai gì bỏ hai đứa. Ừ, dù gì mày cũng là cháu tao, cha cái mày cũng là em trai tao. Dạ gì cũng cảm ơn hai gì. Dạ con cảm ơn. Chứ bây giờ lỡ hai đứa không cha không mẹ bây giờ sao giờ? Thôi tao đứng bên bằng bích ra, bà đứng bên này. Bây giờ tao đứng bên kia cha. Đã. Rồi có nhiều chơi nhiều. Bây giờ cứ chơi đi. Còn ngày mai gom thiệp lại về trả nợ cho người ta. Dạ. Khỏi cần con mẹ kia đâu. Ôi quá trời mệt. Trời đất, cái thằng đi luôn buổi sớm gì chuyện xong. Có chuyện gì buồn buồn. Thôi ăn đi, mấy đứa ăn đi, nó vui vẻ đi. Trời ơi, không có chuyện gì đâu trời. Không có chuyện gì đâu, ăn đi, ăn đi. Quá trời quá đất, hồi nãy dùng. Để dùng ngon miệng nha. Uống tắt, mặt luôn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, trời ơi. Chị ở nhà không rồi. Thôi ăn đi, 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 ăn đi. Rồi, có gì mấy đứa thôi. Rồi, gọi đi gấp cái đá đi đi đấy, gấp cái đá cho.